Hello, hello các bạn nhé. Thì uh, trước khi vào clip thì chúng ta cùng uh, đảo qua một chút uh, dự kiến cập nhật ngày mùng 5 tháng 2 ở cái bảng thông báo này. Thì uh, cái cập nhật này khá là dài và mình cũng khá là hấp dẫn khi mà thấy được cái cập nhật tết như thế này. Nói chung là chơi của VNG thì thường là tết đều có những sự kiện rất là bất ngờ <laughs> và nó cũng rất là hụt máu. Thì chúng ta cùng xem, cùng cảm nhận nhé. Thì thứ nhất là nó có cái sự kiện là tặng miễn phí nền tí phần 5% tấn công sinh lực phòng thủ toàn bộ thần tướng thì mình thấy cái này rất là ngon nha các bạn. Cái này thì nếu mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ có cơ hội thì ví dụ như các bạn những uh, chơi tháng 2 tháng 3 chẳng hạn sẽ không có những cái hình này. Đấy rất là ngon. À, tiếp theo là event may mắn cà chép thì uh, nó diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Ba thủ hồ sứ may mắn nhất các bạn ạ. <laughs> ba thủ hồ sứ nhất may mắn nhất sẽ nhận được 2024 Tiên Ngọc, mì tạ ám ca Nguyên Bảo và 12K Nguyên Bảo. Thì uh, ba hồ ba thủ hồ sứ này thì không biết tính trong xe vừa hay là liên xe đây. Nếu mà trong xe vừa thì rất là ngon, mà liên xe thì hơi khoai các bạn ạ. Nói chung là quả rất là ngon. À, tiếp theo nữa Evan đại niên thú đại chiến thì uh, cái này sử dụng pháo hoa để đánh liên niên thú nói chung là mình thấy mà nó bảo có tỷ để nhận mấy cái thẻ biến thân này cái này là khá là ngon này biến thân tùy chọn này rồi thương rương chọn thần trang thường cổ nữa rất là ngon nha các bạn cái rương chọn thần trang thường cổ này thì cũng mình thấy cũng mới xuất hiện còn rương pet hay rương minh văn phôi đỏ à có rương chọn minh văn phôi đỏ nữa này các bạn rương pet thì bình thường đấy rương chọn minh văn phôi đỏ này thì không biết được minh văn kỹ năng không hay là mấy minh văn bình thường tiếp theo là sự kiện đột pháo Đột pháo thì chắc cũng giống những cái sự kiện trước thôi Có đổi quà thì chắc là cũng có uh, Mấy cái mà chúng ta để nâng đồ đỏ thôi Evan mưa Evan mưa này thì uh, Chúng ta sẽ on vào lúc 8 giờ tối nhận mưa lì Chẳng chỉ là nguyên bảo thôi các bạn Thôi cũng được Mong rằng uh, ông nào nổ được 10k nguyên bảo thì ngon <laughs> Uhm, tiếp theo là Evan nhập mộng phàm trần hỏa thân vào giấc mộng trải nghiệm hồng trần Không biết Evan gì đây Ở à, đợt này thì mở bán bộ skin mới Tân Xuân La Y Thì cái bộ kỹ năng này thì uh, quyên Bộ bộ skin này thì chắc uh, Những bạn chơi thánh thì chắc chắn sẽ mua tôn của không thôi các bạn à, Với bạn các bạn chơi Minh Giới Minh Giới thì hình như Bạch cổ Tinh ngày xưa cũng có thôi bây giờ lại được tiếp Minh Giới yêu vái về uh, ngoại trang nha hàng nga mình rất mong chờ hàng nga bởi vì hàng nga là ừ, mình nghĩ ngoại trang rất là đẹp các bạn ạ thiết, phiến thì uh, yêu yêu thì uh, đại bằng kim sĩ hình như chưa có ngoại trang nha đúng không đợt này nếu mà ra ngoại trang của tôi nữa không thì chắc mình cũng xúc tí cho nó thay đổi cái không khí ngày tết uh, tiếp theo là thức tỉnh tướng mới có nguyên quân đường tăng bạch vô thường và khổng tốt cổng tước thì đợt này bốn con tướng này thì cũng không có con gì đặc biệt cho lắm nếu mà có thì chỉ có nguyên quân nguyên quân có phản đàm thì chắc là có sự đột phá gì đó tiếp theo nữa là được tặng miễn phí tướng táo quân rất là ngon không biết cái tướng này có kỹ năng gì hay không nếu mà kỹ năng hỗ trợ thì rất là hay bởi vì hầu như bây giờ các đội hình thì khá là ổn định rồi cần một số tướng hỗ trợ bục đam bục thủ để cho các bạn vượt mà à, nói chung là càng nhiều con tướng mới ra ấy, thì các bạn có cái cơ hội các bạn vượt cái ải hỏa diềm sơn càng sớm nha các bạn Uh, xuất hiện pet mới là pet niên thú Pet niên thú thì có kỹ năng uh, Mừng tuổi 35% choáng thần tướng Ở vị trí số lẻ 35% thì hơi thấp các bạn ạ Mình thấy hơi thấp uhm, Vị trí số lẻ thì 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 thôi yeah. 1, 3, 5 không có 7 uh, Sương Vinh kích hoạt trang bị bảo Thì sẽ kích hoạt 35% choáng thần tướng Địch vị trí số chẳng Vậy là hầu như choán tất cả mọi vị trí Không biết kỹ năng này nó kích hoạt kiểu gì à, Khi nâng cấp level 6 Cấp 6 pet 5 sao Đấy khi mà pet đạt 5 sao Thì 100% choán thì rất là ngon này Các bạn đã duy trì một hiệp à, Có một điều bất ngờ nữa là Nó à, cho qua nhanh tân thủ Khi các bạn chơi ở server mới nhưng yêu cầu là các bạn có nick ở server cũ level 75 thì mình khá là thích cái này bởi vì mình hay tạo các nick server mới để rơi vào các cụm ấy để có chiều sau này làm nội dung cho các bạn xem thì mình rất thích cái cái số 6 này Ok chúng ta sẽ vào uh, nội dung chính của ngày hôm nay hôm nay thì mình sẽ quay biến tất các bạn ở uh, hiện tại là mình cũng được bảy uh, mươi mấy ngày rồi 77 ngày ấy mấy bạn ngày còn mấy phút nữa qua biến thân. Các bạn thấy 46, hiện tại thì biến thân này mình chơi mùa này mùa thứ tư hay mùa thứ năm thì thấy mình nhỉ. Mùa này mùa thứ năm thì các bác. Thì trung bình thì các bạn đỏ thì mùa thứ năm. Thứ tư. Bạn áo đen thì chắc mùa thứ sáu. Điều này thì có rất nhiều bạn chắc phải qua mùa thứ sáu. Thì để mà đổi được thẻ biến thân thì cần phải biến thân cao mới cần 48. 48 cái này biến thân đỏ thì gấp đôi năm à, 96 chắc đợt này mình sẽ lấy biến thân cam thôi mong rằng là à, với 11 lượt quay thì chắc chắn ra được hai cái không thì clip này sẽ bị fail ui <laughs> đạt yêu cầu của clip rồi các bạn nhé nhưng vẫn quay tiếp các bạn nhé nổ này ui không được các thường thì chơi cái sự kiện này chơi khá là lại bởi các bạn có thể uh, kiếm được một số kim nguyên bảo từ đây nữa cũng như là lên thẻ biến thân thì cũng khá là hiệu quả chắc chắn là mình sẽ lên thẻ biến thân cho trừ vật chơi nhé vậy là các bạn có thể biến là cứ cày chay đi ấy cày chay nông dân hoặc là một ít nói chung là sau này các bạn có điều kiện để nạp kiếm mấy skin đấy cho nó đẹp chơi cho nó chứ ui đúng không lấy trừ vật giới chuẩn rồi mình tưởng lấy nhầm lấy thấy bà luôn thì uh, sẽ biến thân nha các bạn thì trước khi biến thân thì chắc cũng không bụp được Nhưng à, về biến thân của thằng này thì quá là ngon rồi Nó sẽ cho mình à, rất là nhiều lợi ích Thứ nhất là nó cho mình à, 20% sát thương này Khi nó ở trong trận này Cũng như là mình có thể à, cho nó lên được cái Cái thần thông bất tử đúng không nhỉ? Đấy, có thể mặc, mặc cho cái thằng này thần thông bất tử không? Đây, thử mặc xem này Đấy, mặc được nha các bác Đấy, cho nó mặc được cái thần thông bất tử Đấy, rất là lợi Vậy là nick mình hiện tại có thể cho bốn con bốn cái thần thông bất tử nha các bác Đấy, hiện tại mình đã có ba cái thần thông bất tử rồi Thì sắp tới mà Mình chăm đi thầy một tí Đúng không? Chăm đi thầy một tí thì mình sẽ đổi được cái thần thông đỏ cuối, cuối, cuối cùng này luôn Đấy, thần thông là coi như đội hình của mình có bốn cái nick bốn cái tướng bất tử được hai lần hai lần bị sát thương thường thì cái bất tử này thì nó cũng rất dễ bị khắc chế bởi nhất tiễn mai cũng như là bị khắc chế bởi phong hỏa rất là nhanh các bạn hầu như là một quả nhất tiễn mai với một quả phong hỏa là nó sẽ mất hết rồi đấy clip về hôm nay thì đều ok mình sẽ trải nghiệm nhé à, nếu như thế này thì ngủ không sẽ khỏe rất là nhiều các bạn ạ Nói chung là khi mà các bạn có biến thân này cũng như à mình coi có thể lên được uh, cái con uh, con pet này không ứng Long thường thì có ứng Long thì các bạn đi vượt mặt rất là khỏe nhé mình cũng đã nói rồi uhm. Ôi một trương các bạn <laughs> được một mảnh các bạn ạ. để coi mình là trở thủ hôm nay chưa mua đấy mở được 5 lần không biết có đủ không ứng long ui không ra một con ứng long à sau mà các bạn à, có thể tích được cái rương đó nhé ví dụ như các bạn đầy đủ pet rồi các bạn đang chờ đợi một con pet mới nào đó đúng không thì đôi lúc của chúng ta có thể tích được rồi mình không biết là nó có sau này nó cập nhật mấy pet mới thì có thể mở rương ra đó từ đó không chứ đợt này ra kim mô các kiểu thì mình thấy nó cũng ra hay là ra con gì ta? <laughs> Là con à, tí hưu. Ừ đúng rồi, ta con tí hưu thì mở ra vẫn được mảnh các bác. Thì mình nghĩ chắc mấy con tướng sau này nó cũng ra mảnh thôi. À, mở tí uh, rương vàng nhân phẩm nào. Ui, mở phun luôn nha các bác. <laughs> Ê lắm các bạn ơi. À, đợt này thì uh, review cho các bạn cái cái chuyển đổi pháp bảo mình thấy cũng khá là hay cái đá thay thế này này khi mà các bạn có cái pháp bảo đó ấy, từ từ để mình kiếm thêm một cái pháp bảo đó nữa đi cho nó diễn làm thì khi mà các bạn ra cái đó thì mình nhớ tầm ngày thứ bao nhiêu ta ngày thứ 70 trở lên các bạn ạ à. tầm ngày thứ 70 trở lên thì các bạn sẽ có có cái đá chuyển đó thì các bạn có thể mua nhưng mà mình cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu thì cái đó thì rất là tiện cho các bạn mà kiếm kiếm với mấy cái thần binh đó mấy cái pháp bào đó các bạn đây mình chuyển qua tìm thì lúc đó các bạn mới thấy cái đá tử tinh này rất là cần các bạn khi mà các bạn có thể chuyển đổi được pháp bào đỏ ấy, thì mấy cái đá tự tinh nó rất là cần mà mình sẽ mua mấy cái tướng không liên quan với mình mình vẫn mua nhé các bạn để mình chuyển sang nhưng mình không mua bằng vàng đâu các bạn ạ mình mua bằng tự tin tinh này chỉ có riêng đặc thù ngũ không là mình sẽ mua đây 12 k này khả năng ui ui có quan âm mà mình không mua ok thế này được rồi ấn nhầm Ok nhá, vậy chúng ta sẽ cùng nhau test nhé. Đây mình sẽ chuyển đổi Thì uh, như nó bảo uh, một cái thì cần phải hai tướng đỏ các bạn. À, được hai cái pháp bảo đỏ. Từ mình bán mấy cái này đi cho nó đỡ đôi mắt. Đây, đã thay thế này. Đi đổi này pháp bảo này. Uh, mình chọn hai cái pháp bảo nhé. Ôi nó nó không ở đây phải chọn x2 đúng không? Không có bóp bảo khác Sao mình nhớ là có hai cái mà? Đã thấy thì có thể đổi được 5 Phật bao cam hoặc hai phẩm bao đỏ này các bạn. Mình đổi sang ngũ không này. Nhưng nó không cho mình tích x2 à các bác? Đây, đây thầy cho tích x2 đợi mình tí. Tí. Mình ghép lên xem này. Ghép con âm này. Hay là chắc là phải kiếm thêm nữa các bạn Đây, mình sẽ hơi dài tí. Đây, ngon, ra con âm luôn. Tiếp theo này. Ngũ không này. dương tiễn này. Dìm vương này. Đấy, đó là cái cách mua của mình là như vậy. này túi này, pháp này. Có hai cái quan âm rồi nhé. Mình từ chuyển qua xem chuyện được không. Đây, đi đồ này. Quan âm lâu rồi. Đây, x2 này. Đấy, tốn tốn một cái các bạn nhé. thấy thế là mình có thể được hai cái cảm bảo ở tôn ngủ không, khá là ngon nha các bạn. Đây, cần x1, quá ngon các bạn ạ. Nói chung là cũng ổn ổn áp ấy. Đấy nó giúp chúng ta lên lên khá là dễ dàng trong vấn đề nền người pháp bảo. À, rồi, thôi mình test đánh nhau thì à, sau khi biến thân là trừ vạt trời sau khi biến thân trừ vạt trời thì ngủ không của mình sẽ có cái tỷ lệ Ừ, được đánh nhiều hơn ví dụ như hai từ vật trừ trí thì tỷ lệ mình được đánh rất là cao nhưng các bác gặp thành các bác thành bên kia nguyệt lão không có không có bất tử các bác có vẻ cửa này mình thắng đấy các bác thắng nặng đấy thắng ấy. thắng được không ui Nhất... Ui. <cười> <cười> một quả nhất tiền mai một quả phong hỏa đau dã man các bạn ạ hầu như thì khi mà có tư bạc chơi vào thì mình tự dâng được 20 phần năm sát thương rất là ngon siêu ngon luôn ừ, hầu như tất cả phe các bạn ấy sẽ uh, lấy um, con bụp đàm ví dụ như uh, tiên thì người ta sẽ lấy hàng nga cái này là dành cho những bạn nông dân cải chay nhé Còn Meta càng tốt nó khác lắm các bạn ạ Ui, ừ, gặp bạn mạnh Ví dụ như tiên thì lấy hàng Nga này Thánh thì lấy trư vật giới này Yêu thì lấy thiệp phiến này ừ, Minh giới thì lấy mạnh bà này Các bạn ạ Thì bởi vì trực sát thì các bạn cũng xài mà Ui, quả này mình bị đau đấy các bạn ạ Vì bạn này chưa rùa Rùa rất là khỏe Rùa của bạn này chiến ngộ không à, chỉ tiểu bạch long luôn các bạn này. và tiểu bạch long mình bóp tim tính ra cũng hay đấy ừ, hai thánh mà chơi với nhau mà chơi rùa khá là lợi bởi vì uh, rùa kết hợp với du long kia ví dụ như tiểu bạch long kia uh, của mình bóp tim đấy các bạn nó đánh vào thằng rùa đây bạn này uh, vừa chơi rùa vừa chơi du long kia hại các bạn này thấy chưa này vừa chơi rùa vừa chơi vừa chơi vòng hồn nữa nói chung là đây là gọi là combo tổng hợp mình thấy khá là hay cách chơi này cũng khá là hay đấy các bạn à, gọi rùa nhưng cái này chỉ à, mạnh khi thánh đánh với thánh với nhau thôi ví dụ như đánh mà giải à... đánh giải vương giả đi mà bi rùa kiểu đó rất là hay các bạn ví dụ như tiểu bạch long thánh bây giờ tiểu bạch long cái kỹ năng này mình cảm giác nó cũng hơi hơi bọp tim hay bọp tim luôn mất cái kỹ năng du long quy hải của thằng tiểu bạch long ấy từ nó ra kỹ năng luôn mà kỹ năng của nó ra thì đa số là kích hoạt chu long quy hải của cái địch chứ làm gì đâu mình đánh tiếp này ba gặp thánh hoài không gặp bạn này yêu, xe vừa mình cũng mình ít yêu lắm á nếu mà không 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 gặp thánh rùa thì mình sẽ thắng các bạn nhé. Mình cảm nhận vậy. đây cảm giác đam của mình to hơn kẻ địch nhé. ui có con rùa nữa, tiểu bạch long đi rùa. ui cũng căng với các bạn nhé ôi mình còn được ra kỹ năng nữa, ngon. không không biết ôm được ui. bạn kia cũng chơi phong hỏa nha các bạn nhé, đau ấy. các bạn thấy chưa cái phong hỏa rất là hay nhá khi mà các bạn chơi nam ma chỉnh mình tưởng mình thắng nhưng bạn này giật quả phong hỏa rất là đau này. À, tôi video clip của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào